Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách xuất file phụ đề video trong Premiere. Có hai cách để làm điều này. Cách thứ nhất là ấn vào dấu ba chấm trong bảng phụ đề. Chọn export to RT file hoặc export to text file. Ở đây tôi khuyến nghị đưa thành RT file vì nó có tích hợp sẵn mốc thời gian. Text file cũng tương tự nhưng chuyển đổi tất cả các mốc thời gian lẫn phụ đề thành thông tin chữ. Ở đây tôi sẽ ví dụ. Trong một điền tên và ấn lưu và nó sẽ xuất hiện file như thế này. Tiếp theo vừa sở chúng ta xuất thành text file. Nó sẽ xuất thành như thế này. Ở đây nó sẽ chỉ xuất cho chúng ta những văn bản. Cách thứ hai đó là vào bảng export bằng cách ấn Ctrl M hoặc vào file chọn export chọn media. Ở bảng export setting ở format chọn H264. Chỉnh sửa output name. Ấn lưu. Quan trọng nhất ở đây đó là vào phần caption ở bên dưới. Ở mục export option chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, lựa chọn cuối cùng. Phụ đề sẽ được hiển thị ngay trong video. Còn lựa chọn thứ hai đó là tạo một file khác có riêng biệt với video bằng cách chọn Create Sidecar File. Đây chúng ta sẽ sử dụng lựa chọn thứ hai. Kéo xuống dưới File Format chọn Subrip. Có thể tích con này hoặc không. Sau đó chúng ta lên Export. Đây là video đã xuất hiện. Give me the map. Trust me. Trust you? Like I did in Santa Coloma? Really? Santa Coloma? Sì, Santa Coloma. Còn đây là phụ đề đã xuất cùng video. Give me the map. Trust me. Trust you? Like I did in Santa Coloma? Really? Santa Coloma? Sì, Santa Coloma! Và đó là hai cách để xuất file cụ thể trong video. Chúc mọi người một ngày tốt lành.